Thưa quý vị và các bạn, theo truyền thông của Mexico thì thảm kịch chưa từng có của bóng đá nước này đã xảy ra vào sáng ngày 6 tháng 3 theo giờ địa phương, khi mà một cuộc hỗn chiến giữa các nhóm cổ động viên đã nổ ra và điều này thì khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Đây được xem là vụ bạo động đẫm máu nhất trong lịch sử bóng đá Mexico. Trận đấu giữa Querétaro và Atlas diễn ra tại sân vận động La Corregidora ở thành phố Querétaro vào ngày 5 tháng 3 bị hoãn vào phút 62 sau khi nhiều vụ ẩu đả nổ ra trên khán đài. Các nhân viên an ninh phải mở nhiều cổng để các cổ động viên bao gồm cả phụ nữ và trẻ em thoát khỏi khán đài. Hiện 26 người đang được điều trị trong bệnh viện. Trong số đó, 3 người đã được xuất viện, một số người bị thương nặng, 2 người trong tình trạng nguy kịch và khoảng 10 người đã ổn định. Hiện sau thảm kịch kinh hoàng của bóng đá Mexico, dù từ chối xác nhận bất kỳ trường hợp tử vong nào xảy ra, nhưng ban tổ chức giải Liga Mexico đã ra thông báo hoãn 3 trận đấu còn lại ở vòng 9. Đại diện FIFA bày tỏ bị sốc trước sự cố bi thảm diễn ra trong trận đấu giữa Querétaro và Atlas, gọi đây là vụ bạo lực không thể chấp nhận và không thể được dung thứ.